xin được hân hoan chào đón quý vị đại biểu và các vị khách quý đang đến tham dự lễ khai mạc triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024 được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia. Xin được gửi tới toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe cùng lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội năm 2024 với chủ đề xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất với sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được diễn ra từ ngày hôm nay 20 tháng 3 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2024 với sự tham gia của 1.500 gian hàng của gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, trưng bày đa dạng và phong phú các sản phẩm của ngành xây dựng Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng góp phần chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của ngành xây dựng Việt Nam 1958-2024 được diễn ra với quy mô lớn, thể hiện sự phát triển toàn diện của ngành xây dựng và bất động sản trong giai đoạn mới theo hướng tích cực, ổn định và bền vững. Kính thưa quý vị, cùng về tham dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc tế Việt Build. Trân trọng chào đón và giới thiệu ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng. Trân trọng chào đón ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Trân trọng chào đón ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Cung, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam. Trân trọng chào đón ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Ban Tổ chức Triển lãm Quốc tế Việt Build. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Euro Window. Trân trọng chào đón ông Đoàn Trịnh Tùng, Giám đốc Cung Triển lãm Quy hoạch Xây dựng Quốc gia. Trân trọng giới thiệu bà Lý Hoa Liên, Tổng Giám đốc Công ty Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Trân trọng chào đón ông Vũ Ngoạn Hợp, quyền Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm và Tổ chức Sự kiện Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam. Trân trọng chào đón ông Đỗ Viết Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Trân trọng chào đón ông Phạm Gia Minh, đại diện Tập đoàn Triển lãm và Hội chợ Liên bang Nga tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Về phía đại biểu quốc tế, chúng tôi xin trân trọng chào đón và giới thiệu ông Quyên Xuê Hai, Tổng Giám đốc Công ty Triển lãm Quảng Tây Trung Quốc. We have the honor to welcome Mr. Quyên Xuê Hai, General Manager of Guangxi Boyue Exhibition Company Limited China. Thưa quý vị, đồng thời đến tham dự buổi lễ khai mạc sáng ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện các đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan đoàn thể thuộc các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các sở ban ngành, các quận huyện trực thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố bạn. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự tham dự của các đơn vị tài trợ và quý doanh nghiệp tham gia triển lãm, các anh chị em phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo đài trung ương và các địa phương có mặt đông đảo trong buổi lễ khai mạc triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024 buổi sáng hôm nay. Xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn. Và bây giờ để khai mạc chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc tế Việt Build lên đọc diễn văn khai mạc. Xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa đồng chí Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Việt Build Hà Nội 2024 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trưởng ban chỉ đạo triển lãm quốc tế Việt Build. Kính thưa quý vị, triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội năm 2024 đã chính thức khai hội. Và để có được thành công của triển lãm lần này, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ cũng như các đơn vị, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng với triển lãm. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời các nhà tài trợ chính sẽ lên khán đài để nhận danh vị và hoa tri ân từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời đại diện Tổng công ty Viglacera Công ty Cổ phần. Công ty Cổ phần Eurowindow. Xin kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hải Long. Kính mời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cửa sổ Việt Châu Á ASEAN Window. Kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Long Việt Nam. Kính mời đại diện Công ty Cổ phần Kính An toàn Việt Nhật. Xin kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Đông Á. Xin được kính mời Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Công nghệ Việt Nam. Xin kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất quạt công nghiệp TH Vinasun. Kính mời đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hưng Phát. Xin kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Điện nước Phúc Hà. Xin kính mời đại diện Công ty Dear Thai. Xin kính mời đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Ostor. Và xin được kính mời đại diện của Wangxi Boyue Exhibition Company Limited. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trưởng Ban chỉ đạo triển lãm quốc tế Việt Build sẽ lên trao danh vị và hoa tri ân cho các nhà tài trợ chính. Xin được trân trọng kính mời. Sáng lên một ngày mới với bao niềm vui, đến với những công trình, với ước muốn xây đời. Giọt mồ hôi vẫn rơi, là bao khao khát vẫn cháy trong lòng chúng tôi. Dừng xây đất nước nguy nga, Việt Build tung cánh vươn xa, vững bước lên tầm cao. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho các nhà tài trợ chính tại triển lãm Việt Build Hà Nội 2024. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trưởng ban chỉ đạo triển lãm quốc tế Việt Build cùng các nhà tài trợ chính. Ánh nắng mai bừng sáng lên một ngày mới với bao niềm vui, đến với những công trình. Kính thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị đồng tài trợ lên khán đài nhận danh vị và hoa tri ân của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lysin Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Home, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Secoin. Xin kính mời đại diện Công ty Cổ phần Gapco Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sinjo Asia, Beijing Global Easy Show International Business and Exhibition Company Limited. Xin được kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Galaxy Stone, Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taisera, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu ARD.
Xin được kính mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hoa Vĩ, công ty cổ phần Hanco Việt Nam và công ty cổ phần gỗ nhựa Việt Ý. Xin được trân trọng kính mời. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng, và xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng lên khán đài để trao hoa và danh vị kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng tài trợ triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024. Trân trọng kính mời hai vị. Giữa thành phố mới với những ngôi nhà xinh, rộng rãi những con đường lớn hay những khu vườn thanh bình, nào nào lòng người một tương lai mới yên lành. Việt yêu giữa thời đại mới, Việt yêu trên đường đi tới, ta vui bên nhau chung một mái nhà, cùng nắm tay nhau trên những chặng đường xa. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho các nhà đồng tài trợ của triển lãm Việt Build Hà Nội 2024. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin được mời các vị đại biểu chúng ta cùng trở về hàng ghế danh dự. Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, với quy mô 1.500 gian hàng của gần 500 đơn vị trong và ngoài nước tham gia triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024 năm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được tuyên dương và vinh danh 43 đơn vị có gian hàng đẹp, quy mô và ấn tượng, thực hiện tốt các quy định về thi công tại triển lãm. Ngay sau đây chúng tôi xin được tuyên dương và vinh danh các danh sách các đơn vị có tên sau đây. Xin được chúc mừng các đơn vị: Tổng công ty Vicracera Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Euro Window, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hải Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cửa sổ Việt Châu Á ASEAN Window, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Long Việt Nam. Xin được chúc mừng gian hàng của Công ty Cổ phần Kính An toàn Việt Nhật, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhôm Đông Á, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Công nghệ Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất quạt công nghiệp TH Vinasun, Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hưng Phát. Xin được chúc mừng các đơn vị: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Điện nước Phúc Hà, Dear Ties, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lisin Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Home, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Secoin. Xin được chúc mừng gian hàng của Công ty Cổ phần Gopco Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sinio Asia, Beijing Global Easy Show International Business and Exhibition Company Limited, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Galaxy Stone, Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taisera. Xin được chúc mừng gian hàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu ALD, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Hoa Vĩ, Công ty Cổ phần Hanco Việt Nam, Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Việt Ý, Vietchicken Gratino LLTV. Xin được chúc mừng gian hàng của Công ty Cổ phần Raimu Home, Công ty Cổ phần Việt Power, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ THT, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Trung Chính, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Trúc Anh Minh. Xin được chúc mừng gian hàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Trung Quân, Công ty Cổ phần Vật liệu Simex Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thương mại Bảo Tín, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại QAT Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Quang Nam. Xin được chúc mừng gian hàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Nhựa Đại Việt, Công ty Cổ phần Xây dựng VRO, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Green Building Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hewin Hồng Kông, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Quốc Dũng. Xin được chúc mừng gian hàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu gỗ TAT Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sản xuất Hải Thiên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Densta Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng cho các đơn vị được vinh danh gian hàng quy mô đẹp ấn tượng tại triển lãm Việt Build Hà Nội năm 2024. We'll be right back.
Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ anh Quân và Quỳnh Hoa xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí của chương trình và cùng đến với một ca khúc thể hiện tình yêu, tình cảm dành cho quê hương, đất nước và con người Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức được mang tên Một Vòng Việt Nam. Với ca khúc này, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Linh, giải nhì giọng hát hay Hà Nội, cùng với phần minh họa của vũ đoàn Emmy. Xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức bài hát, một trong những ca khúc đang được yêu thích nhất hiện nay. Cảm ơn ca sĩ Ngọc Linh cùng vũ đoàn Emmy với bài hát Một Vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức quan trọng của buổi lễ ngày hôm nay, nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện quý vị đại biểu, các vị khách quý lên sân khấu để chuẩn bị thực hiện nghi thức cắt băng chính thức khai mạc triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo triển lãm quốc tế Việt Build. Kính mời ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Xin kính mời ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Xin kính mời ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng. Xin kính mời ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng. Xin kính mời ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng. Xin kính mời ông Nguyễn Quang Cung, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam. Xin kính mời ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Ban Tổ chức Triển lãm Quốc tế Việt Build. Xin kính mời ông Đoàn Trịnh Tùng, Giám đốc Cung triển lãm quy hoạch xây dựng quốc gia. Xin kính mời ông Đỗ Viết Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Xin kính mời ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Eurowindow. Xin kính mời ông Vũ Ngoạn Hợp, quyền Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ triển lãm và tổ chức sự kiện Việt Nam. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được kính mời các vị đại biểu cùng tiến lên vị trí danh dự để thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024, mở ra chuỗi hoạt động của triển lãm Việt Build năm 2024 tại khắp các mọi miền đất nước. Việt Build, Việt Build, Việt Build. Triển lãm Việt Build Hà Nội 2024 xin phép được bắt đầu. Từ khắp nơi ta về đây chung một trái tim này, cùng hát vang cho đời vui, cuộc đời yêu biết mấy. Để chúc mừng triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024 đã chính thức được khai mạc kể từ giờ phút này. Thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã cùng về tham dự buổi lễ khai mạc sáng ngày hôm nay. Xin được chúc sức khỏe tất cả quý vị đại biểu. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị chúng ta cùng tham quan triển lãm. Triển lãm sẽ được mở cửa từ ngày hôm nay 20 tháng 3 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2024, từ 8:30 đến 18:00 mỗi ngày. Xin được trân trọng cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị.